vốn là hoạt động phi lợi nhuận vì cộng đồng do Global Art Việt Nam tổ chức. Hội thi vẽ tranh là sự kiện nhằm vận động học sinh tham gia tìm hiểu cuộc sống tốt đẹp để chung tay xây dựng xã hội thông qua các sân chơi nghệ thuật, mỹ thuật. Đến với cuộc thi năm nay, những họa sĩ nhí từ 4 đến 18 tuổi tại các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc sẽ thực hiện vẽ tranh và tô màu trên cuộn giấy A3 theo chủ đề sức khỏe và cộng đồng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay hội thi sẽ được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến. Theo đó, các thí sinh sẽ đăng ký dự thi và gửi bài thi tại website hoasinhi.globalart.vn hoặc gửi hình ảnh tác phẩm dự thi về địa chỉ thư điện tử gồm hình bài thi và hình thí sinh chụp cùng bài thi. Hiện nay thì ai cũng quan tâm đến về sức khỏe hết. Thì cuộc sống mỗi ngày hiện đại hơn thì mình cũng tạo ra cái chủ đề như vậy để cho các em hướng tới gọi là cái sự là sáng tạo và đương nhiên là cũng phải biết cách như thế nào để là mình giữ gìn sức khỏe. Con tham gia cuộc thi này được 4 năm rồi. Con tham gia cuộc thi này cũng vui và bổ ích. Cuộc thi tiếp tục nhận bài dự thi trên toàn quốc đến hết ngày 15 tháng 12. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích, nhân văn cho các em thiếu nhi, mà còn là dịp để các em có thể tìm tòi, sáng tạo, khám phá bản thân, cũng như giúp các em có thêm kiến thức về sức khỏe, cuộc sống để cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp và lành mạnh hơn.